Có ai đã từng ngẩn ngơ khi bước chân vào giai đoạn của tuổi trẻ hay không? Và mình đã rơi vào bế tắc khi bước chân vào tuổi 17. Mọi thứ xung quanh dần thay đổi. Mình biết rằng thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Thế nhưng mình lại rơi vào khoảng không vô định khi đứng trước nhiều ngưỡng cửa ở ngoài kia. Mình không biết phải làm gì với tuổi trẻ để khiến nó trở nên rực rỡ như bao người, mà sau này, đến khi nhớ lại, mình có thể nở nụ cười với niềm kiêu hãnh. Mọi ước mơ vẫn đang loay hoay không tìm được cách thực hiện. Mình vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu. Mình rất sợ, mỗi giây, mỗi phút trôi qua, mình lại cảm thấy vô nghĩa. Và rồi khi đang loay hoay với những bế tắc của chính bản thân mình, người bạn cùng bàn đã đến và tặng cho mình quyển sách mà đã giúp mình thoát khỏi bế tắc của giai đoạn này. Quyển sách có tên Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là một quyển sách giúp phát triển bản thân của tác giả Rosie Nguyễn, xuất bản tại nhà sách Nhã Nam. Một người đã đặt chân lên hơn 20 quốc gia khác nhau trên thế giới và viết lại hành trình của mình để truyền lại cho các bạn trẻ. Đây là một quyển sách phát triển bản thân ở nhiều mặt và nhiều khía cạnh của một người trẻ, từ việc chăm sóc sức khỏe, xây dựng thói quen, lựa chọn nghề nghiệp. Quyển sách có nhiều câu trích dẫn từ các doanh nhân Việt Nam và trên thế giới. Một điều đặc biệt là ngay sau mỗi câu châm ngôn, tác giả sẽ chia sẻ những trải nghiệm liên quan của cá nhân để giúp phát triển tư duy và phát triển lối sống lành mạnh hơn cho một số bộ phận các bạn trẻ Việt Nam vẫn đang còn lạc lối. Đến với phần đầu tiên của cuốn sách, tôi đã học như thế nào? Trong phần này, tác giả sẽ tập trung đưa ra những phương pháp học tập tốt nhất dành cho các bạn trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, có thể kể đến như việc các bạn thường xuyên đọc sách. Câu nói mình thích trong phần này, sách chính là nguồn kiến thức vô tận mà các bạn có thể dễ dàng tiếp cận nhất. Đến với phần 2 có tên Học đi đôi với hành. Tại đây, tác giả đã chia sẻ rất nhiều những câu chuyện trong việc thôi thúc tiềm năng của bản thân để biết rõ rằng bản thân đam mê và muốn theo đuổi điều gì. Đây là phần dành cho những bạn trẻ sắp ra trường và đang tìm cho mình một hướng đi đúng đắn. Bằng những câu chuyện thực tế và gần gũi, độc giả chúng ta sẽ cảm nhận được rõ nét hơn về cách tạo dựng đam mê và thói quen như chính tác giả đã nói rằng. Nếu bạn có một kết quả khác, thì hãy thử hành động khác. Đến với phần 3 có tên Đi là một cách tự học. Tại phần 3 này, tác giả đã đưa ra lời khuyên đến với chúng ta. Hãy cho rồi hoàn thiện chính mình từng ngày, từng giờ một. Hãy ngắm nhìn cuộc sống, cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ bé quanh bạn. Hãy yêu đời và yêu người, dù bạn có đang trên đường hay không. Tuổi trẻ, tinh thần chính là điều quan trọng nhất. Tác giả có chia sẻ rằng, sức mạnh tinh thần được ví như là gốc rễ của cây vậy. Rễ có khỏe, gốc có chắc, thì cái cây mới to lớn và sum suê. Phần 4 có tên Lấp lánh trước khi tỏa sáng. Một câu nói mà mình cảm thấy thích nhất trong phần Đi để trưởng thành. Có bước chân ra đi, có trải nghiệm thì chàng khờ mới trở thành thế giới. Có bước chân ra đi thì anh hùng mới cứu được cả thế giới, mới cứu được chính bản thân mình. Ta không cần đi để trở thành anh hùng của cả thế giới, nhưng hãy là anh hùng của chính bản thân. Sau hết, đi là để trưởng thành. Đọc đến đây, cảm xúc của mùa hè lẫn cảm xúc của tuổi trẻ đan xen lẫn vào nhau. Điều này đã giúp cho mình có thêm niềm tin vào ước mơ, có thêm sức mạnh để có thể bước tiếp và thực hiện ước mơ của chính bản thân mình. Tại phần cuối chương, tác giả đưa ra những lời khuyên và những cách thức thực hiện để bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ của chính mình. Sau khi đọc xong quyển sách, mình đã trở nên dũng cảm và có ước mơ với chính bản thân mình hơn. Mình không còn chùn bước trước những khó khăn hay thử thách, hay cũng không còn mông lung trước những tương lai của mình. Mình trân trọng mỗi giây mỗi phút trôi qua, những gì đang có ở hiện tại, cố gắng sống chân thành, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, và luôn thử thách bản thân, rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn. Qua đây, mình cũng muốn chia sẻ đến cho mọi người về văn hóa đọc. Đối với mình, đọc sách hay cũng giống như là trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời của những thế kỷ đã trôi qua. Đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích. Và việc đọc sách là cách thức giúp chúng ta thư giãn nữa, tích lũy tri thức phong phú của nhân loại. Vậy nên, là học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta mỗi người hãy rèn cho mình thói quen đọc sách để có thể khám phá tri thức phong phú của nhân loại. Cuối cùng, sau khi chia sẻ quyển sách của mình,
Bản thân mình hy vọng rằng văn hóa đọc ngày càng được lan tỏa và phổ biến hơn nữa, để những hạt giống tâm hồn được nảy mầm, đơm hoa, mang lại hương sắc cho đời, cho xã hội.